Ok, và xin chào tất cả anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 7 anh em. Rồi, tôi thấy là nhiều anh em comment rằng là hãy làm về đấu sĩ đi. Tại vì tôi thấy là đa số anh em chỉ chơi đấu sĩ để có thể kích hệ mà thôi. Còn cùng lắm là chơi ở cột mốc 4, đấy kiểu dồn đồ cho sai phần ấy. Đấy, nên là mình cũng sẽ thực hiện luôn cái ý tưởng đó, chính là làm về đấu sĩ nha. Và mình sẽ cố gắng chơi cho anh em xem đó chính là 8 đấu sĩ, nó có thực sự gọi là châu chó hay không. Sỏi rồi, khỏe phết này. Đầu game thì mình đang dồn đồ cho thanh niên Aatrox, kẹp với skin thì chúng ta lại có thêm một chút chiến binh. Đấy, lỗi gì đây? Bạn thân phước lành vũ trụ và làm nóng, mình sẽ đổi lại xem sao nhé anh em nhé. Wow, mình sẽ lấy cái hộp Pandora này đi. Chúng ta có thêm một cái nước mắt. Illaoi cũng là đấu sĩ này. Thượng Long mà. Thôi không chơi Thượng Long đâu. Mình sẽ lắp một cái. Ồ, cái này thì tôi tính lắp bàn tay công lý nhưng mà thôi, từ từ đi. Có gì để lại một cái bao tay đạo tặc cũng được. Đầu game là mình tính đã kẹp thêm Thượng Long để có thể hack thêm chút vàng ấy. Nhưng mà nó không ra, bây giờ mới là con Nami này thì dở luôn nhỉ. Có lẽ bây giờ đã quá muộn. Thường thường anh em chơi đấu sĩ thì dồn trang bị dành cho con nào? Mình thì hay lựa chọn Siphon và con carry đích thực. Và đa số anh em chơi Siphon carry bây giờ đang hot meta luôn đúng không? Duy Bắp. Ui giời ơi, lối đi riêng mà lắp chiến binh đồng này chết luôn rồi. Ông này đối đối đi lối đi chung rồi đấy. Bạn này thì chơi Volibear đồ kiểu đồ đam luôn này. Cháy thế này cơ mà. Chỉ có Thresh với cả đấy thôi thì để có thể kích hoạt được lối đi riêng mà thôi. Chơi chiến binh đồng mà lấy lối đi riêng này toang luôn. Aisa, Anivia, Ngọc Long thần thoại với Thuật sĩ. Bây giờ mình đang muốn tích lên cột mốc cấp 6 và được 50 tiền. Nhưng mà như vậy thì mình lại phải bán đi Tam Ken với cả con Scanner. Cho nên mình sẽ không bán. Bắt tạm gì nick này đi. Có gì mình sẽ kèm thêm pháo giúp ở giai đoạn giữa game nhá. Rồi, NPX. Bạn này thì có tủ sẻng URF. Lắp luôn cái ấn cuồng long dành cho Talon à. Ghê này. Talon cuồng long. Mình nghĩ cũng ổn đấy. Ây chà, có xây ra ngay từ cấp độ 6 này tương đối sớm. Nhưng mà đầu sĩ của chúng ta trâu lắm. Ui, Aatrox bây giờ nó chọc kiểu đủ mana, nó chọc từ xa luôn anh em ạ. À, hài vãi. Chọc Bluetooth luôn. Chiến thực sự. Nhìn chung thì Aatrox nó vẫn carry được ở giai đoạn đầu game bởi khả năng hồi phục của nó. Ui, có con On kìa. On cầm càng phép, lắp vụt rồng hay là thú tượng cũng được. Nhưng mà mình thì được cái là thích, rất là thích cái thú tượng anh em ạ. Kiểu nó vừa trâu này. Nó lại còn gọi là càng nhiều gọi thằng đấm thì càng thích, kiểu nó sẽ được tăng giáp và kháng phép lên nữa. On thì chúng ta có thể thay vào vị trí của Salad cũng được, hoặc là về giai đoạn cuối game thì bỏ đi Scanner kẹp thêm rồng Siphon. Ok, cho này vào đây. 5 đầu sĩ rồi, bán con này đi. Mình sẽ lắp luôn một cái thú tượng nha anh em nhé, và kẹp thêm con Illaoi vào. Vậy là chúng ta đã có đủ 6 đấu sĩ rồi. Cái cuồng đao này thì chút nữa mình sẽ để dành cho thanh niên Siphon. Siphon cầm cuồng đao cũng rất là ngon nhá. Kiểu có một trang bị tăng tốc đánh, một khả năng hồi phục và kiểu phòng thủ nữa là ổn. Bờ ok 47 VIP. Bạn này thì chơi Olaf này, đồ long kết hợp với đấu sĩ. Đội hình khá là mạnh ở giai đoạn đầu và cuối game thì thôi, kiểu khắc tinh của những loài rồng luôn.
Chắc là mình vẫn ăn được này. Sau đấu sĩ mạnh vãi nồi. Anh thấy không? Kiểu anh em mới kẹp đấu sĩ đầu game á, trâu vãi. Giữ máu rất là ổn luôn. Gì đây, tam ken nữa này. Thì sẽ lắp một cái vô cực luôn cũng được này. Vô cực cùng đao và huyết kiếm hoặc là kiếm súng hextech. Tại vì cái kiếm súng hextech thì nó cũng có được cái khả năng đó chính là hút máu toàn phần rồi. Huyết kiếm nó cũng vậy. Nhưng mà cái huyết kiếm nó lại bọc thêm giáp cho bản thân của nó nữa. Nhưng mà kiếm súng thì lại hồi máu cho những cái đồng minh mà thấp máu nhất. Theo anh em thì chúng ta nên lựa chọn huyết kiếm hay là ấy hơn? Hay là kiếm súng hơn? Khi nào mà con carry chủ chốt của anh em thì mình nghĩ là chúng ta nên lựa chọn huyết kiếm. Những và con nào mà tầm xa xa ở chút đó, kiểu không bị đấm sớm thì anh em có thể lắp kiếm súng nhá. Kiểu như kiếm súng dồn cho Anivia ấy nhỉ. Hút máu cho những con đồng minh thì thôi. Qua đã. Ôi giời ơi, cố lên. Chúng ta đã bị thua trước người chơi Cudi này rồi. Bọn này thì chơi Cuồng Long này. Salad 2. Ok. Chúng ta sẽ kẹp thêm Zinc và sẽ có được thêm Hạ Lê Hộ nhá. Dạo gần đây thì cái đội hình đầu sĩ thì chúng ta có thể kết hợp với Thượng Long cũng được này. Đấy. Thượng Long có 3 ba Thượng Long hoặc là dùng đồ cho Virus kẹp thêm xạ tiễn. Thì mình nghĩ cái đội hình này thì nó kiểu như là hot meta rồi. Anh em nào cũng đã từng chơi qua. Ồ, Virus luôn này. Ồ, đồ có vẻ không đẹp lắm. Nhưng mà chúng ta có hộp Pandora cho nên là chơi thoải mái. Chơi đồ như vẽ luôn. Lắp thêm một cung à mình bị ép cho thành cái kiếm súng. Idat Siphon. Ồ, có Siphon rồi á. Illaoi 2. On. Seven ba đồ này ngon nhá anh em nhá. Mình sẽ cho vào vị trí của con này đi, Scanner đi. Đấy. Trời ơi, 4-5 lòng nữa thì thôi. Ai trồng quai đất này nữa đây? Sau đầu sĩ và 4-5 lòng. Xem rồng Siphon của chúng ta có thể gánh được team hay không nhá. Đấy, nó ủi phát sau đó cắn rất là đau. Mình sẽ lắp thêm cái giáp dành cho O luôn đi. Hay là trận này mình lại chơi thêm một cái ý tưởng nó bá đạo nữa nhở. On 3 thú tượng được không anh em? Thú tượng thạch giáp này. Tôi thấy là cũng khá là phù hợp đấy. Ý tưởng toàn ý tưởng chất lượng của anh em thôi. Tôi đã đọc hết tất cả comment của anh em rồi. Và mình sẽ cố gắng trả lời tất cả comment của anh em. Anh em nào mà muốn mình làm về đội hình gì này, muốn mình thực hiện những cái ý tưởng của anh em như thế nào thì hãy mạnh dạn comment lên nhá, mình sẽ trả lời hết. Và đừng quên like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã ủng hộ mình. Khai sáng, phước lành vũ trụ và cảm bảo thạch. À, mình sẽ lấy phước lành vũ trụ đi. On 2 luôn, ngon. Đùa chứ, on 2 nó tự lên này anh em này. Đấy, tôi roll cái thượng long mà nó ra một con on nữa. Chắc là do chúng ta chơi Illaoi đó. Kiểu như là có thêm đấu sĩ mà Thượng Long nó cũng cao thêm được cái tỷ lệ. Scanner thì chúng ta cũng đã lên 2 sao rồi. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ cố gắng lên cấp độ 9, kẹp thêm thanh niên Scanner và Olaf. Vậy là chúng ta sẽ có được cái đội hình đó chính là tam đấu sĩ và 4 ám long. Vừa trâu lại còn có được khả năng phòng thủ tốt. Nhưng mà cái khắc tinh của đội hình đấu sĩ này thì chắc hẳn anh em nào cũng biết rồi, đó chính là diệt khổng lồ, quỷ thư và giáp lửa, mấy cái trang bị kiểu đốt máu á. Thế thì anh em mình phải chịu thôi đúng không? Điều này lắp cung xanh rồi cho nên là khả năng là cũng hơi thiếu cung đây. Hơi thiếu cung này. Hốc nào Seven. Cắn rất thốn ạ. Cái vô cực kiếm thì nó kiểu như là hút xong nó cắn crit. Đàm nó khủng lắm anh em. Rồi tính tiền cho NPX luôn. 58 máu. À 58 vàng.
80 máu này, trận này vừa trâu này, nhiều máu này. Bị ép, tôi cần một cái kháng phép nữa. Bây giờ là 15% ra được những cái vị tướng mà 4 vàng. Cho nên là chúng ta cũng không nên mạo hiểm roll tìm on 2 với cái sai phần đâu. Nghe mình bình tĩnh thôi. Rồi, đối thủ tiếp theo của chúng ta đó chính là Kubin. Bạn này thì chơi cuồng long này. Ui rồi ôi, xảy ra đồ hơi két nha. Bạn này có cái lõi công nghệ kiểu sát thương chuẩn từ cái giao điện nữa. Vui phết. Mình đang săn cái lõi đấy và lắp thật là nhiều giao điện cho anh em xem. Nhưng mà săn mãi chả thấy. Chuyên gia công nghệ. Ok. 5017 sát thương đến từ vị trí của Siphon. Chúng ta đã giành được vị trí top 1 rồi anh em ạ. Có thẻ vàng ở phiên đi chợ lần này. Có Bát cũng như là có Yasuo luôn. Nhưng vị tướng 5 tiền rất là bá. Mất Yasuo rồi. Thực chất là mình có thể lấy cái gì cũng được hết. Mình sẽ lấy cái con Corki này cho nhiều tiền nha anh em nhé. Đấy có hộp Pandora mà. Cái lợi của hộp Pandora là thế. Nhưng mà nó anh em mình phải chờ. Nó chưa gọi là tối ưu sức mạnh ngay đâu. 28 tiền có thể lên cấp à. Thôi bình tĩnh. Việc gì phải vội anh em. Chúng ta gọi là đang gọi là chuỗi thắng mà. 3 trận thắng liên tục rồi. Rồng Siphon của mình thì nó đâu có để yên cho thằng này đâu. Mà rồng Siphon này lâu lâu nó hút mày pha rất là đàn độ luôn. Cho nên là tùy thuộc theo rồng xịn, rồng khôn và rồng ngu. Ai đây? Đó chính là Zacut. Ôi bạn này tính chơi gấu 3 quyền năng khổng lồ à. Ghê vậy. Gấu này gấu khổng lồ này anh em này. 12 quyền năng thôi. Bạn này cũng có hộp Pandora luôn à. Ghê đấy. Ôi giời ơi. Có Yasuo rồi, căng này. Ui phải Yasuo bị sai phần của chúng ta cắn phát thành tí hon luôn. Múa ghê quá à. Múa hơi nhiều Yasuo bay tí này mình múa, múa ghê quá. Kubin, Zbap, Kuri, NXP, Zacut. Chưa thấy kháng phép đâu nữa cả. Mình sẽ kẹp thêm một con Skarner. 8 đấu sĩ tăng rất là nhiều máu luôn. Zbap à. Chuyển sang bên này đi. Nhìn chung thì cái đội hình đấu sĩ của chúng ta sợ nhất là một cái kiểu như là phong kiếm hay là ấy thôi. Cái kiểu kéo hay là máy chiếu thì cũng chả sợ anh em nhỉ. Mấy con này là trâu rồi. Thế nên là tôi cũng không trách map nhiều lắm. Tầm những giai đoạn cuối game thì chúng ta mới nên trách rồi. Bạn này kiểu mùa đông mà không lạnh luôn. Khi mà có hai team băng cháy thực sự. Hai team băng này cháy quá. Xạ tiễn và cuồng long. Trời ơi, có chân hỏa luôn này. Hình Kinh bòng. Huyết kiếm. Đổ lại xem nhỉ. 500 ma thuật. Áo choàng. Lấy cái này được này. Olaf này. Ok. Mình sẽ chơi ở cấp độ 7 nhá, à cấp độ 9 nhá anh em nhá. Giờ thì chúng ta chỉ cần đổi lại thêm một cái giáp nữa thôi. Hoặc là giữ lại cái giáp ở đây. Mà nó cũng như nhau thôi anh em nhỉ. Còn cuồng đao à? À trong thủy ngân. Tôi sẽ đợi xem là có máy chiếu hay là phong kiếm gì đấy hay không. Hoặc là có những trang bị nào mà nó phù hợp với hoàn cảnh thì mình sẽ sử dụng luôn nhá. Olaf thay vào vị trí của Tamken đi. Cho nó tích cái lượng sát thương lên. Và được cái chúng ta anh em mình lại còn có thêm cả chiến binh nữa. Có thêm được phần đam nào thì chúng ta hai phần đấy đúng không nào.
tối ưu cái lượng sức mạnh trong đội hình. Đây rồi, ba thú tượng nè, một chén sức mạnh luôn à. À ha, mình sẽ lắp cho Silas nha. Ok. Vui phết nhở. Chén sức mạnh quả này ra đúng lúc luôn. Xây ra 2 rồi này. 6 cuồng long, 9 bình rồng. Ai đợi. Ôi giời ơi, mày có Shizuka rồi á. Rồi, vẫn là con xây ra. Bây giờ đã có được cái dịch khổng lồ rồi kìa. Đúng là counter mình ngay. Mà để xem là có đấm được hay không mới là vấn đề. Ui giời ơi, hút cho phát vỡ đầu luôn. Bạn này chỉ còn 11 máu thôi. Khả năng là sẽ tạm dừng cuộc chơi tại đây luôn rồi. Khá đáng tiếc. Hey, đi luôn. Tính tiền cho XP Sona này. Thôi cấp 9 đi anh em ơi. Cấp 9 thì mới chơi được 8 đấu sĩ. Không cấp 8 mà không chơi được đâu. Tại vì con rồng 7 ấy, anh em mình tốn tận đến 2 slot lận. Cho nên là nó tốn kém quá. Quá tốn kém luôn. Kubin thì chơi xây ra cuồng long, bạn kia thì chơi chiến binh rồng. Đấy. Xây ra là đấm vào con ấy đi. Ồ, lại gặp ông này à. Ui trời ơi, mày kiểu chơi cái đội đồ mà kiểu đồng bộ với nhau đó. Quyền năng này, cùng đao này. Ui trời ơi. Bùm. Là xua này múa nhiều vãi rồi. Múa ghê thế nhở. Múa này thì múa này đi luôn rồi. Trận này đầu game mình xanh quá cho nên ép máu anh em thọt kinh khủng thật. 36 tiền để có thể lên cấp 9 à. Bạn chiến binh rồng này. Đúng 3 chiến binh rồng và 2 pháo thủ. Kiểu kẹp lối đi riêng á, lạ thật. Ông này hơi ảo. Mới ăn được mấy cái ông kiểu như là xay ra 2 các kiểu nhỉ. Ảo ma thật. Sẽ là gặp ai đây? Zubat hay là Kubin? Nhiều khi dấu X này để đây thôi. À gặp Kubin thật, à Zubat thật. Còn Kubin thì các bản sao của chúng ta. Gấu sắp 3 rồi đấy. Gấu này đồ chiến này, anh em này. Úi giời ơi, gấu đi rồi. Bên cạnh đấy thì Kubin vẫn đang khá là cháy. Không biết là ăn được mình hay không. Khả năng là không rồi. Cũng cấp 7, 50 tiền. Mình chuẩn bị lên cấp 9 rồi anh em ơi. Duy bác chuẩn bị lên được con Volibear 3 và Thread 3. Đi chợ nào. Chúng ta có On này. Ok. Chắc là mình sẽ ưu tiên là con On thì có thể lên được 3 sao đi anh em ơi. Hoặc là lấy Lôi Long cũng được. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên con On trước. Ưu tiên đi anh em. Dành sự ưu tiên cho cái con thợ rèn này cái. Nhờ Yasuo 28 tiền có thể lên cấp. 20 tiền. Đây. On ra đồ random ra cái vụ thủy rồi này anh em ơi. Mình sẽ hút đồ ra đi. Mình sẽ lắp cho Sen đi. Sen cho nó cover. Ở Sen Châu thì con Sen ra đập vào vị trí của Sen nó sẽ né hết. Ui sai phần kìa, hút kìa. Hiện tại là mình mới chỉ sai phần 1 thôi. Nhưng mà con On thì trâu quá, nó gánh hết team luôn anh em. Gánh trâu dã man. Sai phần thì nó cứ gọi là hút xong nó cắn. Quá là phê. Ok. Vậy là cuộc chơi chỉ còn lại có 2 người thôi, mình với cả Kubin. Mình sẽ lên cấp và kẹp thêm Tamken. Vậy là chúng ta đã có được đội hình gọi là 8 đô sĩ rồi. Công việc còn lại thì mình nghĩ là chúng ta sẽ lên con On 3 sao đi.
Yasuo Zui 2 làm gì đâu, Soraka 2 làm gì đâu anh em, bán hết đi thôi, tập trung lên con on 3 thôi anh em ạ. Cùng lắm thì anh em mình kèm thêm con bát tăng tỷ lệ lên chút. Như vậy hiện tại là 30% tôi thấy là cũng rất là cao rồi. Không thấy con Siphon nào nữa nhỉ. Ui giời ơi, đấu sĩ trâu thật. Trời ơi, đấm đúng hai con này không có đam luôn. Kain. Kain. Ok. Ui, ba đồ luôn này, vãi nồi. Tôi thích cái ra này ra vàng hơn thì mình có kiểu như là cái ấy hơn, tỷ lệ mà ra được cái ấy. Quên giới thiệu anh em thì đầu game mình có cái sức mạnh lớn, sức mạnh lớn này nó chơi đấu sĩ rất là nhiều đam nhé. Giáp gai và quyền năng mình nên để lại cái gì không ta, hay để đổi sang là có chế sức mạnh không nhá, càng nhiều chế sức mạnh được càng vui. Ủa chưa, có một cái nữa này, ngon, 6 con on rồi. Cố lên anh em ơi. Nico, Sylas, Yasuo, Siphon này. On này. Siphon 2, chắc là mình sẽ phải lên để có thể bảo toàn cái trận thắng này. Cũng đã đổi vị trí rồi. Ui, bạn này có hai cái gì khổng lồ từ đâu ra đây? Chắc là cái ăn sứ giả vừa rồi đã có được hai cái gì khổng lồ à? Ghê thế, Carter này. Nhưng mà khả năng là cũng không ăn thua rồi. Không giòn lắm. Diệt khổng lồ với chúng tôi. Diệt khổng lồ với chúng tôi. Chắc là mình sẽ cố gắng chấp bạn này vài round đi. Bán bớt tướng đi để có thể thêm tiền roll nhé anh em nhé. Roll đen thật. Đây. Kiểu như bây giờ mình lên được con on 3 thôi là mắc mạnh luôn. Cho con on này vào đây đi. Tôi sợ thắng lắm. Trời. Hai thằng on xem. Bạn này xây ra hai cũng không phải dặm vừa đấy á. Bạn này mà có cái 500 ma thuật hút đồ ra thì thôi. Mình nghĩ đúng là xịn luôn. Thần thoại à? Kẹp thêm thần thoại thì nó nhiều máu lắm. Kinh khủng. Nhưng mà tam đấu sĩ tôi thấy là cũng đã rất là căng rồi. Thay đổi láp luôn. Chứ nữa nếu mà có một cái chén sức mạnh nữa thì ngon anh em nhỉ. Áo choàng, tôi đợi chén sức mạnh thôi. Cho thêm một on này vào đây đi. Bạn này còn thiếu một con sen với cả một con cay nữa thôi à. Xây ra với cả sục bên vẫn chưa lên nổi ba. Rồi ơi, đầu sĩ nó vờn chơi kìa. Hơi đau đít rồi đấy. Chấp có hai vòng thôi mà chúng ta này. Thần tác. Ui. Mình để lại cái ấy là ngon rồi. Nghe để lại cái kháng phép là ngon rồi anh em, bây giờ lại bung nó đổ lại cái kháng phép của mình mất. Trời ơi, on 3 luôn.
Thôi chắc mình sẽ end game tại đây luôn đi anh em ơi. Đã biết thế mình phải chuẩn bị sớm mới đúng. Giờ mà nước đến chân mà nhảy thế này thì lấy đâu ra mà ba chén sức mạnh phải không nào? Ok, on 3 sao và ba cái tú tượng kết hợp với 8 đấu sĩ. Hơi tiếc khi mà mình lại chưa kẹp thêm được ba chén sức mạnh nữa cho anh em xem nó sức mạnh nó như thế nào. 700 máu. 22 mà không biết là ông này có đi luôn hay không ta. Nhưng on 3 nó căng lắm. Nó gọi dê một phát này anh em này. Đấy, ui giời ơi choáng. Úp phát đi hết. Ok, chắc là mày vẫn vẫn trụ được thêm một round nữa. Nên chấp thêm round nữa không anh em? Càng phép đi mà. Không có rồi. Thôi lắp tụ bão cũng được đi. Dây chuyển luôn nhá anh em nhá. Ba đồ úp là cũng ngon rồi. Đợi chờ cho nó lâu. Tám đấu sĩ. Giờ Ron xem được cái gì hay không. Chuyển sang bên này đi. Sợ hất tung con O rồi hất tung sai phần thì chả sao. Ơ hồi nãy ông này có phong kiếm từ đầu random. Gọi dê. Boom. Ok. GG. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới ạ. Bye bye anh em. Bye.